dặn lớn mà. Nói hôm qua là đáp luôn rồi. Không mấy thật. Giấy dự đón các quý khách trên những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sử dụng. Phượng Hoàng Mái sẽ có một đôi mắt màu xanh lam với đặc điểm
lượng giới tính của loài chim này. Bởi vì hầu như ở bên ngoài chim trốn và chim mái hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi màu sắc của đôi mắt thôi ạ. Và các bạn có một kỹ năng đó chính là săn mồi ngay trong phòng trong. Với một lượt bài nữa về vị trí cao ở phía bên kia, Trang sẽ tái hiện lại kỹ năng săn mồi của mình ngay tại trên sân khấu. Quý khách hãy cùng xem về anh bạn nhé. Trang, anh bạn đã xuất phát đến vị trí của mình thử thách. Em đang chuẩn bị trên bạn một con mồi. Con mồi này sẽ giết nhãn vào giữa không trung. Quý khách hãy cùng xem Trang sẽ thể hiện kỹ năng săn mồi của mình như thế nào nhé. Sẵn sàng chưa chú ạ? Đây. Chơi rồi. Này ngồi đấy. Ngồi đây. Chơi có một tí gió có thể ảnh hưởng tỷ trên mạng đấy ạ. Chứ là thông cảm cho bạn cơ nha. Thế kỹ năng của mình đi đâu? Ngồi đó con Huyết. Bé sẵn sàng cho đếp chơi hết. Đếp được. Này, chơi sắp mưa rồi chơi. Ra lợn. Tịch bản thế mà. Ra lợn.
vừa khuyến mại đấy là huấn luyện viên của Chairman đã sang lộng rồi đấy ạ. Bên cái máy đang di chuyển bên giới như thế này. Lên. Chúng ta hãy cùng hỏi hai đương sự xem như thế nào không nhá. Em sẽ hỏi Chairman trước ạ. Chairman, bạn có sang lộng không nào? Đây. Dạ nói ngủ. Bạn sang lộng đúng không Chairman? Đó là vui lòng tắt đèn lá khi quay phim chụp ảnh các bạn vào phía trong, và thứ hai đó là gia đình chúng ta cùng đặt tay vào cửa kính ạ. Ở ngôi nhà đầu tiên sẽ là ngôi nhà của những bạn được làm cỏ hiện lành, và những bạn này là đến từ khu vực châu Á đó. Đây sẽ là những bạn Môn Anh và Linh Dương đấy. Môn Anh, Phụ Linh. Đây ngồi đây thôi. Những bạn này thì ăn cỏ lá cây nhé, cỏ hiện lành luôn ạ. Cỏ lá cây, cỏ hiện lành, anh chị chờ nhé. Bạn có màu hai màu vàng trắng là bạn lên chuyên đen ngắn đầu. Tuy nhiên bạn này là bạn cái rồi. Tôi giới thiệu vui lòng chứ. Ở đây chúng ta vui lòng tỏ rồi. Một vàng đều là chúng ta sẽ làm được 450 đô la. Ông vừa nay mẹ gọi là xong rồi con đang nghe thấy đang ịt khóc. Ông bạn đây con. Ông ăn nước cho con. Mẹ đang nghe. Mẹ nhớ nhỉ. Mẹ nói mẹ ạ.
Con này bình thường à? Đây là linh dương sừng xoắn. Linh dương trời. Ở trong các bạn giờ là bốn ngựa, hay còn gọi là gấu đen châu Á. Nuôi. Làm gấu nuôi. Đâu gấu nuôi. Gấu nuôi nó có chữ Honda đấy. Chú chú này có hai bạn đang đi ra nên mình sẽ nhìn dễ hơn. Các bạn nấu thì mình thấy rồi đó, bạn không có sợ nắng nha. Tại vì mình thấy bạn còn chỗ nào đi hơn được ở đâu được sợ. Nên trời nắng thì nó được bình thường. Có hổ thì phải sợ nắng thôi. Tại vì để cho mọi người dễ mà chung thì một cái tát và một bạn gấu đó làm cho một bạn hổ chỉ đơn chuyển xuống rồi. Chứ không nhẹ nhàng gì đâu, còn cái là chỉ là điều dưỡng xương xương thôi. Các bạn nhớ này hàng ngày sẽ được chăm sóc một phần ăn rất đặc biệt. Cái mẫu hang lớn này được thiết kế rất đặc biệt, nó được làm bằng sắt với tường rào cao 6 mét và hàng rào xung điện bọc xung quanh lớp cửa này rất là chắc chắn. Nó sẽ hoạt động theo một nguyên tắc là chừng nào mình thấy cái cổng phía sau xe đóng sập lại rồi, cái cổng phía trước này mới được phép mở. Nghĩa là không bao giờ có chuyện mà cả hai lớp cửa mở cùng một lúc khác. Nó sẽ đảm bảo an toàn cho bạn nhà ăn ở của mình. Và là thú lớn nhất trong họ nhà Mèn, các bạn sẽ dành từ 18 đến 20 tiếng mỗi ngày chỉ để làm một việc đơn giản thôi, đó là ngủ và ngủ. Đó là hình ảnh của chúng ta trong những thời gian cách ly đó, mình nói thì mình làm mình ngủ ở nhà chứ. Bạn hổ bên nhà này là đang nhìn cái bạn hổ đi đang đi hướng cái khu vực phía dưới. Trên to đồng đấy. Đây 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 mình đã thấy có một số bạn có phần lông cổ dài ra thì tức là bạn đột ăn không đủ vị thì chừng nào vậy thì sao sẽ có phần bao phủ cái đầu luôn. À, mình không biết là tại sao các bạn thường hay ngủ hay dạng cho để chỉnh xác. Để bắt đầu rồi, sao đến với công việc rồi, và chăm sóc động vật như rồi. Người anh tên là Phong, tên là Việt Nam, và trước khi đông quan thì có hai lưu ý nhỏ đối với chúng ta. Đó là vui lòng tắt đèn lát khi nguyên viên chụp ảnh các bạn vào phía trong. Và thứ hai đó là gia đình chúng ta không đặt tay vào cửa chính nha. Và thứ trước này thì là rất nhiều các bạn ngựa tầng và các bạn luôn luôn tâm tư. Quá đã, đây sẽ là những bằng Hồ Nam và Linh Dương. Hồ Nam của Linh Dương. Ngựa rằng cỏ, các bạn sẽ sống rộng với cái khẩu hình của châu Phi và các bạn sẽ sống cùng với cả Linh Dương và Tây Giác luôn. Mỗi một bạn Tây Giác trưởng thành đó, các bạn sẽ ăn khoảng 100kg cỏ mỗi bạn mỗi ngày lần. Do đó mà thấy cỏ trong đây cũng không thể nào một kiều các bạn ăn luôn. Nên sự thức ăn mình sẽ nhập từ đất liền qua đảo và đổ vào trong mấy cái chòi đó, các bạn sẽ tự làm ăn. Mình thấy phía trước bạn đang ngửi cái gì đó. Cái đó là bãi chân tập thể của Tây Giác đó. Ý, nó đang làm cái gì kìa? Bậy quá bậy luôn rồi. Bởi vì mới chờ đợi bạn cao 1m8 rồi. Cho nên là mình nhìn sao như vậy, thật sự là mới chờ đợi năm ngoái là cũng là em bé thôi. Xin giới thiệu Hò Sừng Dài Châu Phi. Thì quay đây.